Lời đầu tiên thay mặt cho ban biên tập chương trình, xin được kính chúc quý cô bác và anh chị luôn khỏe mạnh, hạnh phúc, gặp nhiều may mắn, vạn sự, hanh thông, tấn tài, tấn lộc. Quý vị thân mến, ai trong cuộc sống cũng mong mình gặp được nhiều may mắn, nếu như không thể giàu có, sung túc như bao người, thì ít nhất cũng được tận hưởng cuộc sống bình yên bên gia đình và những người thân yêu. Có những người từ nhỏ cho đến lớn luôn gặp nhiều khó khăn, dù họ có cố gắng bằng mấy cũng không cải thiện được bao nhiêu. Tuy nhiên, tử vi học có nói, khổ tận cam lai, con người không ai giàu ba họ, cũng chẳng ai khó ba đời. Mọi công sức bỏ ra đều được đền đáp xứng đáng vào một giai đoạn nhất định. Trong năm Canh Tý 2020 này, sẽ có nhiều con giáp đổi đời, đặc biệt là vào tháng 6 âm lịch. Tuổi Thân sẽ gặp được nhiều may mắn, có thể ban đầu họ chưa cảm nhận được ngay, nhưng những niềm vui nhỏ bé và công việc suôn sẻ sẽ đến từng ngày. Và những điều chúng tôi sẽ chia sẻ tới đây giúp bạn nắm bắt được cơ hội để có thể đón quý nhân rước lộc vào nhà, cũng như chúng ta biết được những rủi ro cần tránh, giảm thiểu tối đa những rủi ro trong tháng 6 năm 2020 âm lịch này và đón một tháng cô hồn bình an may mắn cũng như tài lộc hơn. Ngay sau đây, xin kính mời quý vị hãy cùng theo dõi tử vi của tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch. Trước khi tìm hiểu nội dung cụ thể, quý vị và các bạn đừng quên ủng hộ Phong Thủy Gia Cát bằng cách nhấn đăng ký miễn phí kênh và nhấn vào tín hiệu chuông để không bị bỏ lỡ bất cứ video nào của Phong Thủy Gia Cát. Và quý anh chị cũng đừng quên có thể tham khảo thêm những thông tin phong thủy tử vi tại phần mô tả của video này. Và bây giờ, xin mời quý vị cùng đi tìm hiểu nội dung chi tiết. Tổng quan tháng 6 âm lịch năm 2020. Tháng 6 âm lịch được bắt đầu từ ngày âm lịch mùng 1 tháng 6 và kết thúc vào ngày 29 tháng 6, tức 21 tháng 7 đến 18 tháng 8 dương lịch. Bước sang tháng 6 âm lịch, nữ mệnh chủ tuổi Thân sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Trong tháng này, sẽ có những ngày được coi là cát lành và hung họa ảnh hưởng trực tiếp đến nữ mệnh chủ tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch. Ngày tốt đó là các ngày mùng 5 tháng 6 âm lịch, tức 25 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Kỷ Tỵ, có nạp âm là Đại Lâm Mộc. Ngày âm lịch 17 tháng 6, tức mùng 6 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Tân Tỵ, có nạp âm là Bạch Lạc Kim. Ngày âm lịch 29 tháng 6, tức 18 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Quý Tỵ, có nạp âm là Trường Lưu Thủy. Đây là 3 ngày cát lành trong tháng để các gia chủ tiến hành công việc liên quan đến xuất hành hay tiến hành những công việc quan trọng dễ có kết quả cao, hoặc những vấn đề nhỏ trong gia đình bạn tiến hành đều hết sức thuận lợi. Trong cát có hung, nữ gia chủ tuổi Thân sẽ cần phải tránh các ngày hung họa trực xung với mình trong tháng, như ngày âm lịch mùng 2 tháng 6, tức 22 tháng 7 dương lịch, có nạp giáp là Bính Dần, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Canh Thân sinh năm 1980 và nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Ngày âm lịch 14 tháng 6, tức mùng 3 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Mậu Dần, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992 và nữ mệnh chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004. Ngày âm lịch 26 tháng 6, tức 15 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần, đặc biệt đại kỵ với nữ mệnh chủ tuổi Giáp Thân sinh năm 2004 và nữ mệnh chủ tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Ngoài ra, việc chọn lựa ngày tốt cần phù hợp với tuổi của gia chủ trong những công việc như tiến hành động thổ, ngày giờ mua xe mới, ngày giờ cưới hỏi. Để chọn được ngày giờ đẹp phù long tương chủ, ngày giờ tài lộc của gia chủ, anh chị và các bạn hãy để lại thông tin trong khung bình luận hoặc liên hệ trực tiếp đến số hotline của chương trình để được các trợ lý hỗ trợ. Tử vi của tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch. Tuổi Thân là biểu tượng cho con khỉ, là con giáp đứng thứ 9 trong vị trí bảng xếp hạng 12 con giáp.
nữ mệnh tuổi Thân là người thông minh, nhanh nhẹn, họ là người có chí tiến thủ. Cuộc đời của nữ mệnh chủ tuổi Thân thường nhận được sự giúp đỡ của người khác. Cuộc sống của nữ mệnh chủ tuổi Thân khá là ổn, tiểu vận may mắn, nhưng trung và hậu vận thì phải cố gắng rất nhiều để cuộc sống tốt hơn. Về sự nghiệp, bước vào tháng 6 âm lịch, nữ mệnh chủ tuổi Thân sẽ gặp được một vài cơ hội hợp tác và đầu tư lý tưởng. Đây chính là dịp để bản mệnh phát huy những tài năng vẫn giấu kín suốt bấy lâu nay. Bạn có thể trở thành một người chủ động hơn khi nắm bắt cơ hội thuộc về mình và giành lấy những điều mình mong muốn. Thế nhưng, để có thể đi đến thành công, chắc chắn bạn sẽ phải trải qua nhiều chông gai và vất vả, tốn nhiều tâm huyết, chứ không thể hoàn toàn dựa vào may mắn. Nữ gia chủ tuổi Thân thân mến, bạn đừng đặt mục tiêu về kinh tế quá lớn, xa vời với kết quả hiện tại. Mỗi bước đường thành công cần xây dựng trên một quá trình nắm bắt cơ hội và cố gắng. Kết hợp với việc mang bên mình vật phẩm phong thủy, minh quang pháp bảo, các gia chủ sẽ hóa giải được những vật cản ngáng đường, tiền tài rủng rỉnh, quan vận, hành thông. Về tài lộc của bản mệnh trong tháng 6 này sẽ đạt ở mức bình ổn. Mặt tốt là bạn có thể đạt được thành tích tốt trong các lĩnh vực tài chính, kỹ thuật, nhờ đó mà tài lộc có cơ hội thăng tiến. Tuy nhiên, để đạt được như lý tưởng thì bạn cần phải tốn nhiều công sức và tâm huyết. Bản mệnh cần cẩn thận với các nguy cơ về tài chính, tránh để bản thân rơi vào tình trạng thất thoát tiền bạc hoặc thậm chí là phá sản. Dự đoán nữ mệnh tuổi Thân về các vấn đề tài chính cho thấy tất cả các khoản đầu tư lớn thì nên tránh. Khi bạn đầu tư thì cần phải nghiên cứu kỹ lưỡng và chọn lọc. Về sức khỏe của những chú khỉ trong tháng 6 âm lịch sẽ không có bất kỳ vấn đề nghiêm trọng nào. Bạn có thể cảm thấy mệt mỏi nhưng điều này sẽ được chữa khỏi bằng cách nghỉ ngơi đầy đủ. Một vấn đề khác đó là từ căng thẳng nghề nghiệp, đặc biệt là các chuyên gia và người làm trong ngành tài chính, bởi họ có thể phải đối mặt với một số thất bại trong công việc. Về tình duyên, dự đoán tình duyên cho tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch cho thấy đây là một tháng có phần nhất quán cho các mối quan hệ. Người đã kết hôn có thể hy vọng về một năm ổn định và yên bình. Những người độc thân sẽ tận hưởng khoảng thời gian dễ chịu và không thiếu bạn mới. Cả nam và nữ sẽ có nhiều người cầu hôn và bạn phải chọn thật kỹ lưỡng. Những người đang trong tình yêu sẽ có một năm thú vị. Những gia chủ tuổi Thân khi lựa chọn tình yêu và hôn nhân cần hết sức lưu ý, không nên nhìn vào vật chất hay vẻ bề ngoài xinh đẹp hào nhoáng trước mắt mà bỏ qua những tình cảm, sự quan tâm chân thật khiến mình phải ân hận suốt đời. Cũng đừng quá cầu toàn mưu cầu những thứ quá xa xôi. Hạnh phúc là khi những bình yên ngay bên cạnh bạn. Để chuyện tình duyên suôn sẻ, hạnh phúc, may mắn, thành công, các gia chủ cần mang bên mình vật phẩm phong thủy, vòng tam hợp quý nhân Thân, Tí, Thìn. Đây là vật phẩm hỗ trợ kích tình duyên, đồng thời giúp những gia chủ lập gia đình thành công, hạnh phúc, yên ấm cửa nhà, tình cảm khăng khít. Tử vi của từng tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch. Nữ mệnh tuổi Giáp Thân, sinh năm 2004. Bước sang tháng này, nữ mệnh sinh năm Giáp Thân bước vào giai đoạn dậy thì. Đặc điểm của thiếu niên giai đoạn này là mơ mộng hay suy nghĩ, muốn khẳng định cái tôi của bản thân nên dễ sinh ra tâm lý đố nghịch với cha mẹ và thầy cô. Ngoài ra, người ở độ tuổi này có cảm xúc thay đổi thất thường, thường hay mất tập trung, phân tán sự chú ý. Dễ bị tác động bởi các yếu tố bên ngoài nên thành tích học tập thường không ổn định, thậm chí có dấu hiệu đi xuống. Nữ mệnh tuổi Bính Thân, sinh năm 1956. Tháng 6 âm lịch không phải là một tháng thuận lợi đối với nữ mệnh chủ tuổi Bính Thân. Nhất là trong giai đoạn đầu tháng, bạn có thể sẽ phải đối mặt với những tai họa bất ngờ ập tới. Vì vậy, cần chú ý an toàn khi tham gia giao thông. Không nên tham gia những hoạt động thể lực quá mạnh hay hoạt động mạo hiểm. Trên lĩnh vực sự nghiệp, cần cẩn thận đề phòng, làm việc gì cũng nên dựa vào chính khả năng của mình, tin tưởng vào năng lực của bản thân.
không nên dễ dàng nghe theo lời xúi bẩy của người khác. Đến giữa tháng, vận thế của mệnh chủ có chuyển biến tích cực hơn, công việc thuận lợi, dần dần đi vào quỹ đạo, tiểu nhân cũng không xuất hiện quấy rầy. Sự nghiệp có những bước phát triển nhất định, tuy nhiên thì bản mệnh cần tránh những khoản đầu tư lớn, đồng thời đề ra kế hoạch chi tiêu hợp lý. Nữ mệnh tuổi Mậu Thân sinh năm 1968. Bước sang tháng 6 âm lịch, nữ mệnh chủ tuổi Mậu Thân gặp khá nhiều may mắn, chỉ cần cố gắng hết sức thì chắc chắn sẽ thu được kết quả đáng mừng. Nếu muốn nắm bắt cơ hội, bản mệnh cần học cách kiên trì chờ thời cơ, làm việc gì cũng dành nhiều tâm huyết, cũng như chuẩn bị đầy đủ cả về tinh thần cũng như năng lực. Có như vậy, chắc chắn bạn sẽ thành công, khiến cho nhiều người ngưỡng mộ. Đặc biệt trong tháng này, các gia chủ cần chú ý ngày âm lịch 26 tháng 6, tức 15 tháng 8 dương lịch, có nạp giáp là Canh Dần. Đây là ngày không được cát lành khi tính theo tuổi của mệnh chủ Mậu Thân sinh năm 1968. Trong những ngày này, mệnh chủ cần phải hết sức chú ý, tốt nhất là không nên thực hiện những công việc quan trọng như là nhập trạch, động thổ, tiến hành hợp tác làm ăn. Nếu muốn tiến hành, cần tham khảo kỹ càng ý kiến từ các chuyên gia phong thủy. Nữ mệnh tuổi Canh Thân sinh năm 1980. Trong tháng 6 âm lịch, vận thế của nữ mệnh tuổi Canh Thân không mấy tốt đẹp, dễ xảy ra xung đột, mâu thuẫn với mọi người trong sự nghiệp. Bản mệnh là người có tính cách cứng cỏi, cố chấp, không thích tham khảo ý kiến của người ngoài, tự coi mình là trung tâm nên luôn muốn mọi người nghe theo quyết định của mình. Dễ rơi vào tình trạng bị cô lập, các mối quan hệ xã giao của bản mệnh không như lý tưởng. Tính tình kiêu ngạo, thích thể hiện sẽ gây ra những tác động không tốt đến sự nghiệp của con giáp này. Vì thế, để tránh những mâu thuẫn không cần thiết, bản mệnh cần thay đổi những thói hư tật xấu của mình, học cách lắng nghe ý kiến của người trên, tuân theo sự chỉ đạo của cấp trên. Làm việc gì cũng nên giữ tinh thần dĩ hòa vi quý, không nên có những quyết định bốc đồng, ngang ngược. Nữ mệnh tuổi Nhâm Thân sinh năm 1992. Vận thế của nữ mệnh tuổi Nhâm Thân có bước phát triển tích cực trong tháng 6 âm lịch này, đặc biệt là trong các lĩnh vực học tập, nghiên cứu. Những người còn đang đi học có thể giành được những thành tích đáng ngưỡng mộ nếu giữ tinh thần học tập nghiêm túc, không lười biếng ỷ lại và có hiểu biết sâu sắc về những tri thức liên quan. Nếu có thời gian rảnh, bản mệnh nên đọc thêm nhiều sách vở tham khảo giúp tăng cường vốn hiểu biết. Trong công việc, cần kiên trì và cố gắng hết mình thể hiện điểm mạnh của bản thân, không nên để bản thân chịu ảnh hưởng bởi những lời bàn ra tán vào của mọi người xung quanh. Tuổi Nhâm Thân vào tháng này cũng gặp khá nhiều vấn đề trong chuyện tình cảm, ảnh hưởng đến tinh thần của bản mệnh. Tháng này, chuyện tình duyên không có nhiều khởi sắc nên bản mệnh cần mang bên mình vòng tam hợp gỗ huyết long Thân, Tý, Thìn để tăng cường vượng khí, giúp chuyện tình duyên hanh thông thuận lợi. Cảm ơn quý anh chị đã theo dõi video của chúng tôi. Rất cảm ơn quý anh chị trong thời gian vừa qua đã tin tưởng đồng hành cùng với Phong Thủy Lộc Tài. Để được hỗ trợ chi tiết hơn về vấn đề trạch cát, sử dụng phù hợp cho từng tuổi và những dự định công việc của quý anh chị thực hiện trong tháng hoặc tử vi của 12 con giáp trong từng tháng, đặc biệt là của những gia chủ tuổi Thân trong tháng 6 âm lịch này, quý anh chị hãy liên hệ ngay đến số hotline của chúng tôi, đội ngũ trợ lý của thầy Gia Cát sẽ hỗ trợ tư vấn cho quý anh chị nhanh nhất. Hẹn gặp lại trong những video tiếp theo.